từ nhỏ. Ô trời. Hôm nay thì Tám đi vừa trải nghiệm đam mê câu cá, và cũng có một phần trong đó gọi là đi trải nghiệm thiên nhiên các bạn. Cái này cái khu này hồi xưa là người ta mở cái dịch vụ homestay á, nhưng do ở đây là nó cái lượng khách nó không có đó, cho nên người ta bây giờ người ta đóng cửa luôn rồi. Tám vô đây câu là nhờ có cái sự quen biết của anh em bạn bè giới thiệu. Ở đây là xã Tân Tiến các bạn. Ở đây là xã Tân Tiến các bạn, xã Tân Tiến huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước. Ngay cái chuyến vừa rồi là mình câu ở chỗ anh Năm là ở xã Tân Thành. Ở đó Tân Thành Tân Tiến anh Bảy. Ở dưới là Tân Thành, nó cách cho một xã các bạn. Nhìn thấy cảnh đẹp quá. Rồi mọi người cùng đón xem mấy anh em Tám hôm nay là vừa trải nghiệm cũng có hơi nghiêng nghiêng và một chút gọi là du lịch, và một cái trải nghiệm nữa là câu cá nha các bạn. Nhìn thấy đẹp, nhìn thấy cái cảnh đẹp quá, chèo xuồng mương mương ở đây là nó hình như người ta làm ra từng mỗi một cái clip về chiều ngang nó cỡ khoảng 3 mét thôi, nhưng mà do hôm nay cái suối ở trên người ta nó đổ về nước nhiều quá nó ngập lên vậy đó, chứ chiều ngang cái suối đó, cái đường mương này khoảng 4 mét à, chứ không phải 3 đâu, cỡ khoảng 4 mét á. Mà ở đây là rất là nhiều mương các bạn. Nay mấy anh em đang chèo cái đầu ngoài cái rồi chia ra đánh. Rồi Tám cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ Tám nha. Ăn không? Có ăn các bạn ơi. Nó nè. Rùa biển các bạn. Em đầu tiên của ngày mới. Ăn nữa nè. Đó, con này ngon nè. Ủa trời. Quá đã. Con đầu tiên. Con thứ hai quá đã. Ô trời, quá đã các bạn ơi. Con thứ hai của ngày mới. Quá tê. Rồi, con này không biết bự không, nhưng mà cái cho xin làm cái hình nền đầu ngày. Phải bắt bằng được cái con này mới được. Đâu có giỡn mày mày. Trời ơi, rớt rồi. Mày hả? Xảy được hoài hả mày? Giỡn với anh Tám hả mày? Nhỏ quá bởi vậy đâu phá hoài các bạn ơi. Có xì tim là có ăn. Vô các bạn. Ăn rồi đó. Con này ăn kiểu này cũng lớn nè. Ăn kiểu gì kỳ vậy? Ủa sợ hơn Hugo. Thấy không? Thấy nó ăn là biết liền các bạn ơi. Trời ơi. Con này cỡ này là Hugo rồi nha các bạn. Con rô biển mà cỡ này là Hugo rồi nha. Đây. Cỡ này là cũng thuộc kỳ dạng bự rồi nha các bạn. Quá đã. Tao thấy cái lùm đó là tao biết có cá lớn rồi. Nào mà nó có cá lớn là mình là cái bầy của nó là cá lớn không các bạn. Tâm sản ít chứng kiến nè.
chứng kiến không thôi các bạn, không cần gì chân, tại vì mình quýnh cá đồng này đa số là chứng kiến là số 1 rồi, không cần phải đê màu mè dầu giết gì hết chân. Cái đặc tính của con cá rô biển này nó cũng y như cá thắt lát vậy các bạn, chỗ nào có chà lùm, có chà nhiều quá là nó khoái ở lắm, mà đặc biệt là dưới nó hơi thông thông chút chứ bít quá là cũng khó câu lắm. Ăn nữa các bạn ơi, con này không lớn, cái lớn nó ăn nó đàn xuống là đi luôn rồi, chứ nó ít khi nào nó trời phao lên ngược lắm, trời phao ngược chứ lên này đa số con cá nhỏ nhiều. Còn ngậm không? Ok vậy. Cẩm rồi nè. Ồ, cá nhỏ. Chết cha chưa, xảy hư cái lỗ rồi. Chết cha rồi, hư cái sòng ngon uổng quá. Cái này chắc chắn không phải cá con rồi. Con cá lớn mà nó làm biếng ăn. Ăn các bạn ơi. Ôi trời ơi, giỡn hả bạn, làm nhiệm cốp không lớn lắm các bạn. Ăn các bạn ơi, cái gì đây, cái rô đồng hay rô biển đây, ăn cái kiểu thì giống cái rô đồng. Ăn rồi các bạn ơi, rô không, quá xa đã các bạn ơi. Này đâu có nhỏ, cái lùm này mà không có cá lớn đâu có đúng. Cái lùm này là phải có cá lớn các bạn. Các bạn thấy cái lùm trà dưới kia xuống không? Tả không? Đã xuống ăn liền, đã xuống ăn liền. Vừa đã xuống ăn liền luôn. Làm như ăn cướp các bạn. Con này nhỏ quá, tắm thả lại các bạn ơi. Làm gì mà như ăn cướp. Đang còn ngon quá mà cái kia chạy ngang qua cái tấm xả mồi tấm tại đó. Quay giờ quay lại đó còn tiếp. Đơn giản các bạn, câu cá rô biển hay rác lát thì cũng vậy. Chỉ cần 20.000 dế thôi là các bạn câu cả ngày trời. Không có tốn gì hết trơn á. Tốn có chứng kiến các bạn xã thì nó gom tụ hơn, còn không có cũng sao, tại vì mình đi nhấp lỗ mà cái kiếm đi kiếm bầy nó mà, chứ đâu phải mà mình đợi cho nó gom đâu. Cá gì? Ủa quá đã.
quá đã các bạn ơi. Ăn liền luôn các bạn ơi. Ăn rồi các bạn ơi. Ủa, quá đã. Vũ vũ đọt cái là ăn liền. Con này nhỏ các bạn. Dưới hè gì. Ăn đi. Ừ. Ăn thiệt tình đi. Kỳ vậy. Chạy đâu chạy bạn. Đâu phải nhỏ đâu. Cánh mày cho bằng được. Nhỏ các bạn ơi. Tắm con này tắm thả lại. Ăn luôn rồi hả? Trời ơi, nhả. Giận hả? Giận hả mày? Chết tôi. Trời ơi. Trời ơi. Đi thiệt là ngon. Giật sớm chút nữa được rồi. Ủa còn ở đây mà cũng không phải được chứ. Tưởng đâu xảy rồi các bạn. Ăn hờ còn. Rồi mà chào săn với tao hả? Chào săn với anh nè. Chào ở chết cha. Trời ơi. Tưởng đâu rễ cần rồi. Con cá không? Còn. Con cá ô, gì mà con cần mà quá câu. Hả? Chấm nữa hả? Mình chắc lên cá gì mà to quá các bạn ơi. Con cá cái tám cũng ăn rồi nè, nè. Chết cha nhã hả? Ăn hả bạn? Ủa. Ô trời. Ô cá rô đồng mới nói cá rô đồng ngon quá. Cá chép. Trời ơi. Cá chép, cá chép đỏ lòm hả? Giỡn hả? Để xuống ăn liền các bạn. Giỡn hả bạn? Ồ, cá rô đồng, quá đã. Chứng kiến vô liền. Cá rô đồng quá đã các bạn ơi. Đen thui. Cái bụng tròn vo. Quá là sướng luôn các bạn ơi. Cái gì ô rô biển trong cái lùm trà khó bắt cá các bạn. Ừ, cũng ngon thôi. Ăn đi rồi. Ủa ăn rồi.
Ui trời ơi, ôi, con cá nó bự. Trời ơi. Rút hả mày, bự con nhỏ đây. Ồ cũng bự các bạn, quá đã các bạn ơi. Cũng ngon ghê nè. Ăn rồi nè, bự nè. Ú sơn quá đã. Còn trọng cỡ này không là ngon lắm nè các bạn. Ta rô biển mà cỡ này là quá ngon rồi nè. Ú sơn. Ú trời ơi, một con bự thiệt bự. Chạy ra nó chí mồi, chụp mồi. Ăn rồi các bạn ơi. Nó nè, trời ơi, ôi, cái con đó nó bự lắm. Tao thấy con nó bự thiệt bự mà sao con này ăn giật không dính. Trời ơi, chết rồi. Không biết phải nó không. Mà con nãy con 4 ngón tay các bạn. Trời ơi, thấy ăn mừng quá trời tưởng đâu nó. Ăn mà giật lên tút nút. Trời ơi. Còn chắc còn nó chưa cái, nhưng mà cái đó giờ muốn bắt nó giờ phải xả miếng mồi coi, để coi tấm câu lại coi nó ăn không. Nếu mà nó không ăn thì phải xả mồi để đó một chút quay lại lụm. Mà nó cũng mới vòng vòng đó các bạn, chứ nó không đi đâu chứ. Thường mấy cá lớn nó ít có di chuyển lắm. Ăn lại các bạn. Ăn lại rồi nè, biết lắm mà, thấy không? Tao thấy nó chạy ra, nó dí con mồi mà. Chạy hả mày? Quá đã các bạn ơi. Thôi lại các bạn ơi. Ăn lại rồi nè. Bự quá, đã quá. Chỗ này là lỗ này nãy giờ không có con nào nhỏ các bạn. Đồ biển mà cửa này thì quá đỉnh nè. Cửa này là quá ngon rồi các bạn ơi. Đã không? Tám cũng câu một hai mồi nữa rồi kết thúc cái clip này đấy các bạn. Nãy giờ nhiều quá nè, để coi nếu mà nhiều thì tám chia làm hai clip, còn không thì cộng thành một luôn. Này buổi sáng này cá nó ăn cá trọng trọng nhiều quá, nhưng mà không có đụng con Hugo như hôm qua. Hugo hôm qua mới bự. Cá nói chứ cá rô biển mà cỡ khoảng 4 ngón tay này bây giờ kiếm khó lắm con. Dù nữa, ăn nữa. Con này không biết lớn hay nhỏ đây.
các bạn. Con này chắc nhỏ chứ không lớn đâu. Nhỏ à. Ô trời ơi, trời ơi. Ô trời ơi, con cá chép. Ô trời. Ô trời ơi, chết tôi. Chết tôi. Ô trời ơi. Ô trời. Ơi, cái gì vậy? Khủng long. Ôi má ơi. Chết tôi rồi. Người ta đâu cố tình câu mày đâu. Ừ. Chết rồi. Rồi, đứt nhở. Trời ơi. Cha mày. Trời ơi, gãy cái lưỡi luôn các bạn ơi. Gãy cái lưỡi luôn. đi nhấp mà có mấy cá chép này cũng vô nó ăn nó phá nữa. Tính tám tính nói thiệt luôn là chân tình luôn là tám tính giả lỗ mã đấy cả. Sao mà dưới mà cá chép nó cũng ăn nữa các bạn. Ngộ thiệt. Nào giờ mới thấy luôn á. Nhấp lỗ mà cá chép nó cũng ăn, tám tính giỏ lên xà thả nó các bạn. Tại ở xa mà mình cũng đâu có gì rộng đâu, đem về cũng chết, cũng hư hết rồi, sình hết rồi. Tấm tính gỡ lên tấm thả. Ai ngờ gãy luôn cái lưỡi rồi. Thôi thì để tấm thay cái lưỡi xong tấm tạm nghỉ các bạn. Nghỉ trưa rồi cũng tấm cũng xin kết thúc clip này ở đây luôn. Tấm review cái lượng cá cho mọi người cùng xem ha. Nghe nhấp chúng cái bầy cá trọng trọng không các bạn. Cá rất là ngon, cái rô biển này các bạn về mà làm ăn nó thiệt luôn. Ốp mà tám thích nhất là không biết mọi người sao nha, chứ tám thích nhất là phi lê hai bên cái má nó ra đó các bạn. Phi lê ra rồi bắt đầu ốp gia vị rồi bắt đầu phơi một nắng nó rút dốt, trời ơi nó thấm vô chiên ăn nó ngọt mà nó ngon lắm. Nào mới thấy đi nhấp lỗ mà dính cá chép. Rồi để tám review cái lượng cá cho mọi người cùng xem ha. Đây các bạn. Đây, sáng nay cá nhiều quá. Nay nhấp quá nhiều lắm nhưng mà cái bầy cá cũng trọng trọng lớn thôi các bạn. Nay cá nhỏ nhỏ nhưng hôm qua không có, hôm qua mấy cá nhỏ tấm thả hết trơn. Nè. Cá rùa biển này nó dễ dễ lắm các bạn ơi. Cả thùng. Hôm nay được mấy ký. Và đựng con cá rô đầm ngon dơ xin ơn cũng nhiều quá, cá rô trọng không rồi thì tám cũng xin tạm kết thúc video đây các bạn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn mọi người và cảm ơn mọi người cũng xem video của tám ha.